Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Đồng Hới thực hiện. Chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn có phóng sự Đồng Hới xưa và nay qua góc nhìn nhiếp ảnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp bất thường để kiện toàn bộ máy tổ chức, chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự. Trước đó, vào tháng 11 năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Nguyên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố có sự biến động về nhân sự. Tỉnh ủy Quảng Bình có thông báo số 756 về việc giới thiệu cán bộ ứng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới tổ chức kỳ họp bất thường để trình Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với ông Lê Hòa Sơn, Viện trưởng Viện Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu thống nhất bầu ông Lê Hòa Sơn, Viện trưởng Viện Quy hoạch giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân địa phương và góp phần tạo cảnh quan cho thành phố, hiện nay công trình hệ thống lan can khu vực kè công viên dọc bờ sông Nhật Lệ đang được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Công trình hệ thống lan can khu vực kè công viên dọc bờ sông Nhật Lệ được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, có tổng chiều dài 2,5 km. Theo kế hoạch, dự án được khởi công trong quý 3 năm 2017 và hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương về xây dựng môi trường sống an toàn, tạo cảnh quan cho đô thị và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch đường sông, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Hà đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình sớm hơn so với dự kiến. Cho đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành được trên 60% khối lượng với các công đoạn như lát gạch đường rào, xây trụ, vừa gia công kết hợp với lắp đặt lan can. Đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành công trình trước lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018. Để cung cấp thông tin về du lịch và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương, Ban quản lý các bãi tắm biển thành phố Đồng Hới đã khai trương điểm cung cấp thông tin du lịch và bán hàng lưu niệm tại bãi biển Nhật Lệ. Điểm cung cấp thông tin du lịch và bán hàng lưu niệm của Ban quản lý các bãi tắm biển thành phố sẽ là nơi giải đáp, cung cấp các thông tin về những địa điểm vui chơi, mua sắm, ẩm thực, lưu trú trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng là nơi tiếp nhận và phản hồi những ý kiến của du khách về các thông tin liên quan đến các loại hình dịch vụ tại bãi tắm biển Nhật Lệ. Tại đây, ngoài các mặt hàng lưu niệm, còn có các sản phẩm đặc trưng của thành phố và các vùng quê trong tỉnh phục vụ du khách, với giá cả hợp lý, nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và sớm đưa Đồng Hới trở thành thành phố du lịch. Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết hơn về Đồng Hới và thêm yêu thành phố quê hương là cảm nhận của nhiều người khi đến với triển lãm ảnh Đồng Hới xưa và nay được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới tổ chức vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua. Các tác phẩm tại triển lãm đã góp phần giới thiệu, phản ánh một cách khái quát tiến trình lịch sử của đô thị Đồng Hới qua các thời kỳ. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình Đồng Hới về hoạt động này. Khác với những cuộc triển lãm ảnh diễn ra trong nhà, triển lãm ảnh Đồng Hới xưa và nay được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới chọn tổ chức tại công viên Nhật Lệ, một trong những địa điểm đẹp nhất của thành phố Đồng Hới. Trong khung cảnh trữ tình, thơ mộng, những tác phẩm nghệ thuật càng có sức lôi cuốn, thu hút người xem. 100 bức ảnh trưng bày tại triển lãm được ban tổ chức lựa chọn từ 300 tác phẩm do Phòng Văn hóa Thông tin thành phố và Hội Di sản thành phố Đồng Hới sưu tầm. đã giới thiệu, phản ánh một cách khái quát tiến trình lịch sử của đô thị Đồng Hới qua các thời kỳ, những sự kiện, những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hội Di sản Văn hóa thành phố Đồng Hới phối hợp với cái phòng thông tin văn hóa Đồng Hới là đã thu thập được là trên 300 bức ảnh, trong đó có là gần 100 bức ảnh xưa và trên 200 bức ảnh nay. Thì từ những cái nguồn đó thì vừa rồi thì cái ban tổ chức triển lãm ảnh cũng đã họp và đã là lựa chọn chủ đề, thì lựa chọn phân kỳ, rồi thì là lựa chọn từng cái bức ảnh để chọn được 50 bức ảnh xưa và 50 bức ảnh nay là đẹp và nói lên được những cái hình ảnh của Đồng Hới, thu hút được hành khách và nói lên được cái sự giàu đẹp của Đồng Hới để làm cho mọi người đến với Đồng Hới ngày càng đông hơn, phục vụ cho du lịch Đồng Hới ngày càng phát triển. Mảng đề tài Đồng Hới xưa đã tái hiện lại một thị xã năm nào với những công trình kiến trúc kiểu cũ, những quy hoạch vùng sơ khai, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của người dân. Nhiều tác phẩm khắc họa hình ảnh Đồng Hới bị tàn phá bởi vô số vết thương chiến tranh. Trong đó, nổi bật là những tác phẩm phản ánh rõ cuộc kháng chiến quyết liệt, trường kỳ của quân và dân Đồng Hới với những chiến công vang dội. Không ít người xem đã không giấu nổi cảm xúc khi bắt gặp hình ảnh Đồng Hới của những ngày xưa cũ, ký ức một thời bỗng ùa về xa diết. Tôi thì thuộc thế hệ sau của con em Đồng Hới cũ, nguyên bản là của Đông Hải. Hồi trước tôi ở nước sông Cấu, do những cái cảnh này thì chúng tôi đã chứng kiến hết. Khi đó thì tôi mới tuổi là tuổi thiếu niên, khoảng năm sau 60 đến 65 thì tôi khoảng 7 đến 10 tuổi. Do đó chúng tôi có đi chơi, bắt chim bắt co ở thì nhìn thấy. Chứ qua cái tư liệu này thì cái thứ nhất là tôi nhìn thấy là về cái giá trị của nó là người ta còn giữ lại được. Và chúng tôi cảm thấy, riêng cá nhân tôi cảm thấy sống lại cái thời kỳ đó, nó là một cái quý hóa. Mảng đề tài Đồng Hới này là những bức ảnh tái hiện một thành phố đang chuyển mình, đổi thay với những công trình mang tầm chiến lược được xây dựng, đưa thành phố lên tầm cao mới. Những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương. Triển lãm còn phản ánh sự sôi động của đời sống thường ngày, những khoảnh khắc đẹp trong lao động sản xuất. Mảng đề tài này không chỉ lột tả được một Đồng Hới với nhịp sống trẻ trung sôi động, mà còn cho thấy một Đồng Hới với chiều sâu văn hóa, là trung tâm du lịch, để lại ấn tượng khó quên cho những du khách khi đặt chân đến mảnh đất này. Đó là thấy là thành phố Đồng Hới ngày xưa và thành phố Đồng Hới ngày nay ngày càng một tươi đẹp lên và có nhiều sự thay đổi. Và con cũng muốn là sau này là con lớn lên là con sẽ làm một việc gì đó để góp công vào thành phố Đồng Hới, cho thành phố Đồng Hới ngày càng một tươi đẹp hơn. 100 bức ảnh trưng bày trong triển lãm là 100 sắc màu về con người và cuộc sống Đồng Hới theo chiều dài thời gian, phù hợp với chủ đề triển lãm Đồng Hới xưa và nay. Chất lượng các bức ảnh tương đối tốt, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật về ánh sáng, bố cục, cách chọn điểm, chọn khung cảnh. Triển lãm lần này đã quy tụ những tác phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất về Đồng Hới của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên ở khắp nơi trong tỉnh. Triển lãm cũng là nơi gặp gỡ của những người có chung niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh và có tình yêu tha thiết với quê hương Đồng Hới. Cái điều cần và đủ để cho có một cái bức ảnh đẹp đấy, thì nó là rất nhiều yếu tố. Trước hết đó là cái niềm đam mê, cái thiên bẩm và là cái thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Phải thực sự là đam mê, thực sự là có cái tình yêu tha thiết với quê hương, có trách nhiệm với là cái cuộc sống đấy, thì sẽ có những bức ảnh đẹp. Triển lãm ảnh Đồng Hới xưa và nay khắc họa những thời khắc chuyển mình của lịch sử bằng hình ảnh vô cùng chân thực và sống động, ghi lại những dấu mốc quan trọng chặng đường phát triển của thành phố. Đến với triển lãm, người xem có cái nhìn bao quát hơn về một Đồng Hới từ quá khứ với những người con anh dũng, kiên cường, làm nên lịch sử, đến sự phát triển của thành phố trong tương lai. Để rồi cảm thấy yêu hơn con người và mảnh đất này. Thành công nhất của triển lãm đó là đã chạm tới cảm xúc của người xem và góp phần giới thiệu, quảng bá một cách hiệu quả hình ảnh thành phố Đồng Hới đến với du khách và bạn bè gần xa. Trang truyền hình thành phố Đồng Hới đến đây là hết. Thân hải chào tạm biệt quý vị và các bạn.